Rồi, xin chào anh em sửa xe ha. Hôm nay thì mình về nhà rồi, mình đi chơi, mới dẫn bà xã đi chơi. Thì hôm nay là sửa xe ông Hoàng, là cũng làm cũng mệt quá. Bữa nay hôm nay nhận được cái tin nhắn Zalo của anh cái anh mà mới làm chiếc Riton đó. Anh nói là chạy chạy ngon quá, chạy có cảm giác phấn khích quá, là mình cũng vui lắm. Mình chỉ canh lò xo đầu rồi lại thôi. Tiền thì bữa là mình lấy 800 thì anh ấy bo mình 100 luôn. Đó thì chỉ canh lò xo đầu rồi canh nồi nè đồ lại rồi hả sấy xúc bắp thôi, không có đụng tới cam gì hết á, mà anh ấy lên họng phun trái 62 mà bây giờ chạy quá ngon. Anh ấy gửi lời nói là chạy ngon, ở Bình Dương xuống thì mình thấy cũng vui. Rồi làm ngày mà người ta nhắn tin vậy thì mình thấy vui rồi. Thì hôm nay là mình lên đây thì mình ca mình hát bài bản cải lương, hướng dẫn anh em ca chơi. Thì anh em nào mà mọi vùng miền thì anh em cũng mình trong cái fan mà sửa xe này đăng ký cũng có mấy anh em ở miền Tây thì cho mình phép, còn anh em nào mà thấy không thích thì thôi ha, mình ca chơi thôi. Hôm nay mình sẽ ca cái bài bản mà khóc Hoàng Thiên trong những cái tuần cải lương ha. Rồi mấy bài này thì anh em nào biết thì ấy ha. Thì bây giờ mình ca trước bài Khóc Hoàng Thiên trong cái khúc mà gì Tâm Sự Loài Chim Biển. Ta nép mình trong nếp đá này đã lâu là gì, muốn chờ đợi một người mà ta đã hẹn hò trên bến Quỳnh xa như buổi đầu tiên gặp gỡ, mà ta đã trọn niềm nhung nhớ. Người ấy đến rồi lại đi như gió núi mây ngàn, còn tên tướng cướp thập vũ này đã trót yêu nàng trọn 3 năm, tại sao nàng không chờ không đợi mà nơi hoài một kẻ vô danh. Nhà người nói sao thật lạ lùng, vì ta yêu người ấy hơn mi. Nhưng gã kia có quyền lực gì, đó là quyền lực của tình yêu. Thì ca cổ thì cũng không có khó, ca bài bản không có khó, nó cũng nhịp nhịp như tân nhạc thôi. Thì hôm nay là mình muốn nhá với anh em chơi vậy thôi, còn anh em nào mà muốn hướng dẫn ca mấy bài bản như là mình trên Facebook thì mình ca rất là nhiều. Facebook của mình là Thanh Thiên Chương, Thanh Thiên dấu cách Chương, thì mình ca rất là nhiều. Nhưng mà cái thời gian với lại những cái đó là mình không có thời gian để mình làm. Mình có cũng làm một cái kênh thích ca cổ nhưng mà mình bỏ dở rồi. Thì bây giờ mình ca tiếp Khóc Hoàng Thiên ha, cái trong cái khúc đó luôn, cũng trong cái khúc mà cũng trong Tâm Sự Loài Chim Biển luôn, cái khúc mà tướng cướp á, Thạch Vũ gì á là bị mất cái tay nè. Anh vẫn yêu em nhưng mà bây giờ anh chỉ còn có một tay, thì anh vẫn là chiến sĩ hiên ngang mà em từng được biết, và em không quan hệ chi đến điều chi tiết. Dù anh chỉ còn có một tay nhưng với em chẳng liên hệ gì, một tấm chân tình ở sát một bên mà anh hững hờ bỏ quên. Giờ thì vũ ca tình mộng hứa trọn đời yêu chỉ có em thôi, rời khỏi nơi đây ta xây tổ ấm gia đình ở Bắc Hải đảo bốn mùa tuyết băng. Vậy là đại ca muốn dừng bước giang hồ, ta bỏ nghề ăn cướp để hoàn lương. Rồi có nhiều cái đó là có tùy theo cái người đờn nữa, là tiết điệu nhanh gì tùm lum hết á. Ví dụ trong cái bài Ông Cồn Quận Chín nè, ca khúc là cái này nó dài hơn nè, mình cũng không biết cái bài bản nó dài bao nhiêu câu vậy nè. Cô Thoa: nhân danh cá nhân tôi đã bàn chuyện riêng, người khác xin mời ông chớ bận tâm rào đón.
Tôi ngồi đây là tôi đã sẵn sàng, nghe nếu vậy thì tôi xin bắt đầu. Chắc cô biết ở trong gia đình của ông Sa, ông có một vợ và bốn con. Dẫu ông Sa có 100 con và 20 người vợ, cũng không hề dính dáng tới tôi. Đó là tôi nói rất thật lòng, xin ông đừng nhắc lại làm chi. Cô Tho, tôi nói đây là tôi cũng rất thật lòng, mong làm ích lợi cho đôi bên. Đó, ví dụ là ra vậy đó. Ta được gặp một gia nhân, nhan sắc nàng quý như một thiên nga. Tưng 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 tưng. Khiến lòng ta ngây ngất. Khiến lòng ta ngây ngất. Đó. Tưng 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 tưng. Một bước chân đi mà như liên tiếc. Một bước chân đi mà như liên tiếc. Ta ngập ngừng muốn nói nhưng thôi. Mà biết nói gì đây buổi ban đầu. Từng 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 mà biết nói gì đây buổi ban đầu. Thì ra anh đã tương tư một bóng nghìn người ban đầu. Thì ra anh đã tương tư một bóng người của một người con gái miền xa. Con gái miền xa. Vì thế tì tích tích từng 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 từng. Vì thế tâm tư anh xúc động, lúc quay về chợt nhớ nhớ thường thường. Mà biết nói gì không biết rồi đây có gặp lại nàng. Từng 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 lại nàng hay chỉ âm nỗi buồn cô đơn. Từng 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 hay chỉ âm nỗi buồn cô đơn. Xin đại huynh chớ ra rượi u sầu. Xin đại huynh chớ rủ rượi sầu, trước sau gì rồi cũng gặp lại nhau. Cốc à, từng 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 à, cốc cái sau đó lắm là nói chung là mình cũng biết sơ sơ, ví dụ như là cái cốc ở phía sau á mà mình không có ca mà nó là gọi là nhịp ngoại, còn cái khúc mà trước sau gì rồi cũng gặp là nhịp cái là nhịp nội nha, lại nha, trước sau gì rồi cũng gặp lại nhau, thì mình ca là kinh nghiệm của mình là ca là người nam á, người phương nam, người nam á, nam bộ thì ca giọng cổ hay hơn, thì mình nói trước sau, nhưng mà khi mà mình ca là mà mình phải đánh lưỡi trước sau gì rồi nói mà ca đúng cái tiếng nam mới hay ha. Là mình đờn lại một lần nữa cái bài này, lại mình ca một lần nữa thì mình kết thúc video nha. Từng 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 từng
Thì ra anh đã tương tư một bóng người của một người con gái miền xa. Vì thế tâm tư anh xúc động lúc quay về chợt nhớ nhớ thương thương. Không biết rồi đây có gặp lại nàng hay chỉ âm nỗi buồn cô đơn. Khuyên đại huynh chớ rủ rượi u sầu, trước sau gì rồi cũng gặp lại nhau. Rồi, nếu mà anh em thích đó thì để lại bình luận, còn không thích thì thôi, tại kênh này là cái kênh là sửa xe. Thì nếu anh em thích thì mình có thể là hướng dẫn anh em là ca là Trăng Thu Dạ Khúc, rồi giọng Kim Lan, Lý Mỹ Hưng, Lý gì đó, những cái điệu lý của giọng cổ. Thôi. À, tối rồi thì mình cũng chơi xin kính chào anh em ha. Rồi, chào anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh để mình đưa lên những clip sửa xe cho anh em cùng tham khảo. Và chào anh em nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.